Sau đây là kết quả xổ số Bình Phước thứ bảy ngày 30 tháng 3 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1-0. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6-6-2. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0531, 6669, 2335. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 1341. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 29106, 76263, 20182, 08970, 61808, 80051, 91742. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 70047, 12872. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 92067. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 02439. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 479937. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 47997.